Xin chào tất cả mọi người. Tôi xin chia sẻ với mọi người nào mà mắc bệnh thần kinh tọa xương khớp như tôi. Tôi bị đau xương khớp thần kinh tọa, đi mấy bệnh viện khám thì bác sĩ cho kết quả là bị đau thần kinh tọa, chèn thần kinh hông, với đau ấy là tôi đau phải đến mấy năm rồi. Tôi uống thuốc cũng nhiều, đi mấy bệnh viện nhưng mà không thuyên giảm được, mà thậm chí năm đầu năm rồi tôi còn đau, tôi nằm trên giường gần một tháng liền không đi lại được, làm không biết là không thể nào đi lại được. Thế đến khi tôi mới hỏi những người thân quen thì may lại có mấy người anh em bạn bè làm công tác cùng tôi, vì tôi công tác được xã hội mà. Hiện tại bây giờ thì tôi ở thôn Vĩnh Tiền, xã Đồng Thanh, huyện Hưng Lộc, tỉnh Hưng Yên. Năm nay tôi 55 tuổi. Tôi xin chia sẻ với mọi người là khi mà tôi được người bạn cho biết là mua được cái thuốc của Thu Phương chuyên điều trị về bệnh xương khớp. Thế tôi xin số điện thoại của người bạn thì tôi điện cho dược sĩ, thì dược sĩ chia sẻ rồi là tư vấn cho tôi là tôi mua luôn. Tôi uống một liệu trình luôn trong một tháng này khoảng chừng 15 ngày là tôi đã đi dậy đi lại được. Nó chưa bình thường, và khi mà tôi uống được khoảng 5 ngày nữa là 20 ngày thì tôi đi lại thấy bình thường luôn. Thế tôi uống hết một tháng thì rất là khỏe khoắn, vì nó còn tác động đến cả tất cả mọi vấn đề về xương khớp, và nó không đau không nhức nữa. Và thần kinh tọa thì nó chân ngón tay của tôi nó tê bì không, mà tôi uống như vậy nó hết luôn. Thì sau khi đó thì tôi mới gọi cho dược sĩ, thì tôi được dược sĩ tư vấn là tôi lấy thuốc tôi uống một tháng đầu nó đi lại được luôn. Sau đó thì tôi uống thêm liệu trình nữa một tháng nữa thì mới là thấy người khỏe khoắn, da nó sáng ra này, nó hồng hào sáng ra ra rồi, nó ăn uống ngủ nghỉ ngon lành hơn. Xong tôi uống dược sĩ con nói là tôi uống dẫn thêm một liệu trình nữa là một tháng nữa là 3 tháng, nhưng mà tôi uống có nửa liệu trình nữa là nửa tháng thôi. Thì đến bây giờ là tôi đã khỏe được hoàn toàn. Thế tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người làm việc lành phúc đức cho mọi người thôi. Nếu ai mà có bệnh xương khớp thì bệnh thần kinh tọa như tôi, thế tôi cũng xin chia sẻ với mọi người, nếu ai mà mắc căn bệnh như của tôi, xương khớp thì thần kinh tọa đấy, thì là cái số điện thoại tôi vừa đọc của dược sĩ này, xin mọi người cũng gọi cái số và để nhờ dược sĩ tư vấn cho cái thuốc đặc trị này. Tôi đã chia sẻ cho một số người làm cùng cơ quan với tôi, cùng người ở trường học, ở bệnh viện, là mấy người làm công tác ấy, là ai uống cũng đều khỏi. Các cô trẻ trẻ uống bây giờ cũng còn béo khỏe ra, thậm chí là không còn ảnh hưởng gì đến cái công việc công tác của mình nữa. Nên tôi cũng chia sẻ cho mọi người nên tìm đến đúng người, đúng thuốc, đúng bệnh thì nó không bị lãng phí thời gian, mà nó cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe, hại sức khỏe, rồi là nó chi phí nó cao hơn. Vì uống cái này nó thực sự nói uống có mấy tháng thôi hết cũng không đáng bao nhiêu tiền cả, nó đã phiên chuyển ngay từ phút đầu. Nên mong mọi người cũng tin tưởng vào những người đau yếu như tôi đau yếu mấy năm, xong là tôi nằm trên giường gần một tháng liền không đi lại được, còng dạp lưng xuống chống không đi nổi, nó nhức nó đau bắt khóc ấy. Nó tê bì mấy ngón chân luôn. Vậy đến bây giờ tôi khỏe hoàn toàn, chiều nào tôi cũng đi thể thao được hơn một tiếng, cái bóng chuyền. Nên tôi cũng chia sẻ cho mọi người để mọi người biết đến, được sĩ tư vấn cho chữa bệnh cho nó khỏe, nó đỡ ảnh hưởng đến công việc. Vậy tôi cũng xin chia sẻ với mọi người là như vậy. Xin chào mọi người và chúc mọi người sức khỏe, bình an và gặp thầy gặp thuốc. Xin chào.